Vân kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình live show thoát nợ.com trên làn sóng AM 1500 cũng như trên hệ thống internet toàn cầu vnamradio.net cũng như những quý vị trên Facebook cũng như YouTube. Và gửi lời chào đến với Thomas Nguyễn. Mời Thomas gửi lời chào đến quý thính giả của Đài. Cảm ơn chị Hà Vân, và một lần nữa Thomas chúc cùng với chị Hà Vân tiếp tục chia sẻ với quý vị qua cái chương trình live show thoát nợ.com. Vâng, thưa quý vị, mấy hôm nay thì quý vị cũng thấy là thời tiết là đã mát trở lại rồi. Mình cảm thấy rất là yêu đời, rất là nhẹ nhàng, phải không? Thomas có biết không, mấy hôm trời nóng Hà Vân thấy hình như mọi người hơi điên cuồng một chút xíu đó. Người nào nấy nóng tính quá. Thưa quý vị, thành ra mình không quen như vậy. Nhưng mà nhờ như vậy đó, thì mình có những cái ngày nóng như vậy thì mình mới biết những cái ngày mà mát như vậy mình rất là enjoy, phải không? Mình rất là biết ơn Thượng Đế đã cho mình những cái giây phút nhẹ nhàng tuyệt vời như thế này. Nhưng mà phải nói là ở cái vùng North California mới có cái thời tiết đẹp vậy thôi quý vị. Đó cũng là một trong những cái mà chúng tôi rất là may mắn ở cái vùng Bay Area này, bởi vì cái nóng càng ngày nó càng tăng lên, như chúng ta cũng biết đó, cái vấn đề mà khí hậu cũng như vấn đề thời tiết nó thay đổi, thì vùng của chúng tôi ở đây thật sự đó là sự may mắn của chúng ta. Chỉ có mấy ngày mà 3 ngày hả chị Hà Vân hả, mà nhìn ai cũng thấy cọc cằn đúng luôn. Nó nóng chịu không nổi. Thưa quý vị, đối với Hà Vân á, thì nóng thì Hà Vân cũng chịu được đó, thì mình phải xài cái quạt hơi nhiều, nhưng mà nó đỡ hơn là lạnh. Thưa quý vị, lạnh mình ra ngoài mình cứ phải chùm thêm 2-3 cái áo rồi mình chạy nhanh, mình không có được á, mình hưởng thụ được cái khí hậu nó mát trong lành. Thưa quý vị, thành ra thôi bây giờ thì mình nói về cái chương trình mà những cái nợ credit card của mình đi ha Thomas ha. Cảm ơn chị Hà Vân. Như quý vị cũng biết, cái chương trình Life Show thoát nợ này được công ty Life Solution tài trợ. Life Solution là một công ty rất là chuyên nghiệp, chuyên điều đình những cái nợ của quý vị, hoặc là giảm cái nợ cho quý vị, cũng như giải quyết những cái nợ của quý vị đã quá hạn. Đó cũng là một trong những cái service mà Life Solution sẽ đem lại cho quý vị, cũng như trong một thời gian dài đã cùng với chúng tôi làm chương trình Life Show. Rất nhiều khách hàng đã đến và rất là hài lòng, kể cả những cái công việc cũng như kể cả cái lệ phí. Vâng, thưa quý vị, chương trình Life Show thoát nợ này của công ty Life Solution, họ có thể giúp cho quý vị để mà xóa nợ credit card từ 65% đến 90%, và có những loại nợ có thể xóa hết hoàn toàn. Thì bây giờ nếu mà mình nghe như vậy thì mình nói là cái làm gì mà có chuyện đó. Thưa quý vị, có đây là cái điều họ làm, là họ mới gom hết những cái nợ của credit card của mình lại, họ điều đình với những nơi đó để mà giảm cái tiền balance xuống cho thấp vừa đủ, thưa quý vị. Rồi họ sẽ có một cái sự sắp đặt, mình chỉ trả có một cái chi phí của mình mà thôi, trả có một nơi mà thôi, và cái tiền lời cũng thấp xuống, và chỉ có phương cách đó thì mình mới thoát ra được cái nợ đó, thưa quý vị. Vì vậy nên thí dụ như có những loại nợ của Bank of America, thí dụ nợ 15.241 mà quý vị chỉ cần trả có 18%, tức là 2.738, quý vị save được 12.503 Mỹ Kim, thưa quý vị. Nợ của Chase Credit Card 12.758, quý vị chỉ cần trả có 24%, đó là 3.000 đồng, 3.061. Thì mình nghe nói như vậy thì mình thấy là quá là lý tưởng, phải không thưa quý vị? Vâng, Life Solution có thể thực hiện được điều này cho quý vị, để quý vị có thể có cái phương cách đó mà thoát ra khỏi cái nợ của mình. Họ sẽ điều đình như thế nào đó thì mình chỉ trả có một mối mà thôi, và chỉ có một cái interest mà thôi. Thì đó là cái công việc của Life Solution, thưa quý vị. Họ sẽ bắt đầu bằng cách in ra cái credit report của quý vị, để xem coi chúng ta còn lại những cái con số gì ở đâu ở trong đó, để mà quý vị có thể biết rằng có những cái con số nằm ở đó trong cái report của mình đã lâu đời rồi mà mình không biết là nó belong to mình hay là to bất cứ người nào, hoặc là những cái con số mà
negative cũng như delinquent đầy ở trong đó hết, thì Life Solution sẽ clean up hết những cái đó để cho cái hồ sơ credit của quý vị được sạch sẽ. Như vậy sau này quý vị mượn tiền để mua xe, mua nhà thì cũng được cái sự dễ dàng hơn, đặc biệt là tham khảo miễn phí. Thưa quý vị, Thomas có thể cho biết những loại nợ nào mà họ có thể họ đảm nhận được, Thomas? Rất cảm ơn chị ạ. Vâng, những cái nợ mà ví dụ như quý vị đã bị collection, có nghĩa là quý vị quá hạn thời gian dài mà bên công ty đòi nợ họ đã gửi cho quý vị ba cái thư nhắc nhở mà quý vị vẫn không có liên lạc với họ, thì họ sẽ đưa quý vị ra collection. Đó là một trong những cái điều mà Life Solution làm rất là nhiều. Thì thông thường ví dụ như có nhiều quý vị hiện tại đang bỏ ngang luôn, thật sự thì họ cũng không làm được gì quý vị, nhưng cái điểm cái credit của quý vị nó rất là bad. Đương nhiên cũng có thể là khoảng 5%, có những cái chúng ta xui đó thì có thể gặp là họ sẽ đưa quý vị ra tòa. Nó có những cái đợt, thật sự nó không có nhiều lắm, nhưng mà chắc chắn có những cái đợt họ sẽ đưa quý vị ra tòa. Mà khi ra tòa đó thì chắc chắn họ họ lấy đủ luôn, không có còn cái gì để thương lượng nữa cả. Cho nên quý vị nhớ thấy vậy thôi, chứ đừng có nên bỏ trôi luôn như vậy, nó không có tốt đâu. Thứ nhất là quý vị không bao giờ mượn được một cái khác nữa. Cái điều thứ hai đó là khi mà mình xui, mình đâu có biết được, có cái đợt họ đưa ra tòa là chúng ta phải trả nguyên như vậy, và còn đôi khi họ còn cộng thêm cái tiền lệ phí tòa nữa, nhất là ở California. Như quý vị cũng biết, ở California lệ phí của tòa khi bên thắng họ có quyền đòi, thì đó cũng là một trong những cái luật mà chúng ta phải hiểu. Cho nên khi quý vị đang bị những collection như vậy đó, thì quý vị liên lạc ngay với Life Solution. Họ sẽ điều định cho quý vị chắc chắn là giảm hơn cái số hiện tại. Giảm bao nhiêu thì nó tùy theo mỗi cái kê, tùy theo cái quá trình của quý vị trả nợ. Cho nên còn riêng một điều là cái lệ phí đó, thì quý vị yên tâm, họ sẽ bê trên cái số mà họ xê được cho quý vị bao nhiêu, họ chỉ lấy 10% trên cái số đó mà thôi. Ví dụ như cái nợ của quý vị 15.000, họ điều đình được 10.000, thì quý vị chỉ trả có 5.000, thì họ 10.000, như vậy cái lệ phí của họ chỉ có 1.000 trên cái 10.000 đó mà thôi. Thì đó cũng là một trong những cái phương thức mà Life Solution làm cho quý vị yên tâm, không có sợ tiền mất tật mang. Có nghĩa là có nhiều khách hàng gọi đến cũng như email hỏi là lỡ làm không được rồi tôi có mất lệ phí không, hay là tôi lại vẫn bị bác cái credit như vậy. Thì xin thưa với quý vị là không, và Life Solution guarantee làm được mới lấy tiền. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Life Solution là 408-300-9855. Địa chỉ của văn phòng của Life Solution là 621 Tully Road, Suite 212 San Jose, trong khu Hồng Main Travel, ngay góc đường Tully và đường Center. Một lần nữa, số điện thoại của Life Solution 408-300-9855, 408-300-9855. Quý vị nhớ nói, quý vị nghe được từ Đài Việt Nam Bắc Cali. Và còn những cái nợ mà quý vị chưa có bị out of control, có nghĩa là quý vị vẫn đang trả những cái interest only, có nghĩa là quý vị chỉ trả đủ cái tiền minimum payment thôi, thì cái đó là cái tiền interest, thì cái nợ của quý vị nó sẽ còn hoài ở đó, không bao giờ hết cả. Thì đây, những cái nợ như vậy đó, quý vị nên liên lạc ngay với Life Solution. Bởi vì sao? Khi mà quý vị đang trả vấn đề như vậy đó, thì cái credit của quý vị vẫn còn rất là tốt, cho nên Life Solution họ sẽ có nhiều cái phương án để chọn cho quý vị. Có nghĩa là cái phương án tốt nhất là gì? Một, họ có thể tìm một cái công ty khác có cái interest rẻ hơn để mượn một hết rồi trả hết cái khoản cũ. Đồng thời song song với cái vấn đề đó, họ vẫn vừa apply cái đó như vậy được, vừa negotiation, có nghĩa là vừa đàm phán với bên cái nợ cũ luôn. Thì thông thường họ thấy mình trả interest hoài, họ biết mình cũng không có khả năng rồi, thì mình điều đình thì họ sẽ xê được. Mà họ xê được bao nhiêu thì mình lấy cái loan bên kia mình trả hết qua bên này luôn, lần nữa là coi như rất là khỏe. Thì đó cũng là một cái thời điểm mà quý vị nên làm, đừng có bao giờ để cho đến nỗi mà mình không có còn nhiều cái lựa chọn được. Bởi vì sao? Cái credit, khi mà quý vị đụng tới cái loan hay là đụng tới bất cứ những cái gì về credit, nó đều liên quan tới cái credit boy, có nghĩa là cái điểm tín dụng của quý vị cả. Cho nên trong quá trình của mình thực hiện trả nợ hay là payment, hay là nó đều liên quan tới cái điểm. Cho nên quý vị nào đang có những cái nợ mà
đang ở trong cái tình trạng là mình chỉ đã trả cái yến trực không á, nên liên lạc ngay với Solution Thomas, chắc chắn với quý vị sẽ có một cái lối thoát và sẽ có một cái thời gian ngắn nào đó giải quyết hết cái nợ đó. Vâng thưa quý vị, văn phòng của Life Solution 621 Tully Road, Suite 212 San Jose và trong khu Hồng Minh Travel ngay góc đường Center và đường Tully. Và số điện thoại là 408-300-9855, 408-300-9855. Quý vị hãy gọi ngay nếu mà quý vị thấy là mình đang ở trong cái tình trạng rất là khó khăn để trả credit card mỗi tháng đó thưa quý vị. Thì mình nên gia nhập cái chương trình này. Trước khi đó quý vị nên gọi tới Life Solution để hỏi thăm cho biết. Và quý vị nhớ nói quý vị nghe được từ Đài Việt Nam Bắc Cali. Số điện thoại là 408-300-9855, 408-300-9855 Thomas. Cảm ơn chị ạ. Vâng, và còn một cái điều nữa là quý vị nào có những cái late fee, có nghĩa là khi quý vị đúng cái ngày mà deadline mà quý vị không có trả cái payment đó, thì sau đó là bắt đầu công ty nó trả quý vị cái late fee, thì thông thường nó từ 35 cho đến 40 đồng. Đương nhiên cái số tiền nó không có nhiều, nhưng mà quý vị có những cái tình trạng như vậy đó mà quý vị không có gọi lên được, quý vị không có nói được tiếng Anh đó, quý vị không có xin remove cái đó ra đó, thì quý vị để đó hoài thì cái điểm của quý vị nó sẽ bị trừ ra, nó sẽ giảm xuống. Thì chính vì vậy quý vị cũng có thể liên lạc với Life Solution, họ sẽ giúp cho quý vị để được xin trả lại cái tiền đó cho quý vị, đồng thời họ remove cái bag đó ra, thì quý vị cái điểm của quý vị nó vẫn tốt. Cho nên nói chung là rất là nhiều cái vấn đề liên quan tới cái credit point, cho nên quý vị lưu ý rất là nhiều cái gì mà quý vị không làm được thì quý vị cứ đến. Bởi vì sao? Life Solution có nhân viên nói hai ngôn ngữ rất là giỏi, vừa English để deal với cái bên nợ của quý vị, vừa nói tiếng Việt để cùng giải thích cho quý vị rất là cặn kẽ. Cho nên đó cũng là một cái sự chuyên nghiệp mà quý vị yên tâm rằng là Life Solution sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều cái điều để clear, vừa lợi tiền vừa điểm tín dụng lên cao. Mà nhất là đã gần đến cái mùa lễ cuối năm, cho nên cái điểm tín dụng của chúng ta rất là cần. Bởi vì sao? Chắc chắn cái này phải hỏi chị Hà Vân nè. Lễ tới là thôi mua quà nhiều lắm. Mua quà mỗi tuần luôn. Lễ mua thêm nữa cho quý vị. On sale cũng nhiều nữa không chị? On sale mà mình tưởng là mình đi ra ngoài đó, mà on sale mà mình mua đồ toàn là không có on sale không à, thưa quý vị. Nhưng mà tại vì nhiều khi người ta nói mình ra đó để cho mình thấy những cái fashion mới, những cái mặt hàng mới đó thưa quý vị. Thành ra ra chưa có thấy on sale, chưa có mua mà đã thấy mình mua những cái đồ không on sale rồi. Nhưng mà thôi không sao. Mình có làm thì mình có enjoy, mình có đi làm, mình có tiền thì mình enjoy thưa quý vị. Cuộc sống rất là ngắn ngủi. Mình làm cho mình vui, mình làm cho mình đẹp thì cuộc sống của mình chung quanh cũng đẹp luôn. Và trong công việc của mình đó cũng có nhiều sự tự tin nữa quý vị nhé. Đúng vậy thưa quý vị. Mà còn có một cái điều nữa là những cái mùa lễ đó họ on sale, mà thường thường họ on sale cho người first time apply cái credit không à. Cho nên quý vị chưa bao giờ apply rất là, đó là một cái cơ hội nữa, có thể là save tới 30-40-50% off như vậy. Nhưng mà quý vị không có cái credit point tốt á, thì quý vị apply vô nó đi chắc rồi cũng như không. Cho nên quý vị nhớ ở Mỹ chúng ta cái credit point hết sức là quan trọng. Để in care để những cái lúc mà mình chưa lãnh lương đó, phải không quý vị? Ví dụ như sometime có một người bạn nào từ ở bang khác bay qua chơi gặp mình, bây giờ mình chưa lãnh lương chẳng nói, ồ thôi mày đợi tao lãnh lương xong tao mới dẫn mày đi ăn nhà hàng, đâu có được vậy. Mình phải dùng cái thẻ ra xài đúng không quý vị? Cho nên cái niềm vui nhất ở Mỹ, Thomas thật sự vui nhất vấn đề đó. Hai nữa là đánh tennis miễn phí. Hai cái mà Thomas đến Mỹ lúc nào cũng tự hào và nói với mọi người, tao qua Mỹ tao sung sướng nhất là hai điểm đó. Thứ nhất là được đánh tennis miễn phí. Có một cái không có ai lượm banh giùm như hồi xưa ở Việt Nam thôi. Thứ nhì là thích mua cái gì là ra mua. Nó sao lạ thế, cứ lấy cái thẻ. Ok thì nói vui với quý vị vậy thôi. Tất cả những cái nợ nần nào mà quý vị đang cảm thấy đang rất là khó giải quyết đó,
thì cứ liên hệ ngay với Life Solution. Mời chị Hà Vân một lần nữa cho số phone đi chị. Vâng, số phone của Life Solution là 408-300-9855, 408-300-9855. Quý vị nhớ nói, quý vị nghe được từ Đài Việt Nam Bắc Cali quý vị nha. Trông chờ ở quý vị đó, tại vì nếu quý vị gọi quý vị cho Life Solution để có cơ hội để giúp đến quý vị thì những cái quảng bá thông tin thương mại này sẽ còn hoài. Life Solution sẽ bảo trợ cho đài. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn Thomas. Cảm ơn chị Hà Vân, và một lần nữa Thomas chúc cùng với chị Hà Vân rất là cảm ơn quý khán giả của Đài Việt Nam Bắc Cali luôn chào đón và chia sẻ. Hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình.